Quý vị đang theo dõi bản tin Nóng Sài Gòn của Báo Lao Động. Hôm nay ngày 17 tháng 10, ngay bây giờ hãy cùng Thanh Chân điểm những thông tin đáng chú ý nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ trong vòng 24 giờ qua. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mưa dông vẫn diễn ra từ chiều và tối. Về triều cường, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai sẽ tiếp tục lên trong 2 đến 3 ngày tới, sau đó xuống lại. Đỉnh chiều cao nhất đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 18 và ngày 19 tháng 10, tức là ngày 16, ngày 17 tháng 9 âm lịch. Đây là đợt triều cường cao trong năm. Ngày 17 tháng 10, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần SCB và các đơn vị có liên quan. 34 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan chung thân về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội rửa tiền và 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp hình phạt là chung thân. Trưa ngày 17 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ vụ tai nạn khiến người phụ nữ bán vé số tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là bà LTP, sinh năm 1970, quê ở An Giang. Thông tin ban đầu vào khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, một xe bồn đang lưu thông trên đường Phạm Ngọc Thạch. Sau đó, xe bồn rẽ vào quốc lộ 13, hướng đi Bến Cát thì xảy ra va chạm với xe máy do bà LTP điều khiển. Va chạm khiến bà B ngã ra đường, người dân đã hô hoán đến hỗ trợ nạn nhân. Tuy nhiên do bị thương quá nặng, bà P đã tử vong. Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị triển khai dự án mở mới tuyến quốc lộ 50B qua huyện Bình Chánh và Nhà Bè, dài khoảng 5,8 km, rộng 40m, nhằm tăng cường kết nối các tỉnh miền Tây. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố dự kiến đầu tư đoạn tuyến qua thành phố trong giai đoạn 2026-2030, tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án lên đến gần 5.300 tỷ đồng. Thưa quý vị, hiện nay nhu cầu ghép tạng vẫn còn đang rất cao. Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy nhanh tốc độ thực hiện 3 ca ghép gan trong vòng một tuần, cứu sống nhiều bệnh nhi. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Khi mà cái gan bắt đầu nó suy, nó không đảm bảo được cái chức năng thông thường của cơ thể thì bệnh nhân có chỉ định ghép, thậm chí những cái chỉ định khác, ví dụ như bệnh nhân chậm tăng trưởng hoặc bệnh nhân ngứa rất là nhiều, cho dù cái gan nó không quá suy thì cũng có chỉ định ghép để cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Việc chờ ghép thì tùy từng bệnh nhân, và cái chỉ định ghép thường là sẽ có từ tiên lượng trước cái bệnh nền cũng như cái diễn tiến của bệnh nhân, mình sẽ tiên lượng được cái chỉ định ghép. Còn cái thời điểm ghép thì nó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều, ví dụ như bệnh nhân có người cho gan sẵn hay không, nguồn tạng ở đâu, rồi cơ sở vật chất của bệnh viện có đủ đảm bảo hay không. Cái việc mà thực hiện mà nhiều ca ghép gan trong một tuần như vậy thì cho thấy là cái việc phối hợp tổ chức thực hiện về nhân sự, về cơ sở vật chất, về phòng óc nó khá trơn tru rồi á, thì nó sẽ là cái cơ sở chúng tôi có thể ghép gan cấp cứu bất kỳ lúc nào, hoặc là ghép gan cái số lượng ca ngày càng nhiều hơn. Mở rộng chỉ định hơn, tăng số lượng ca ghép nhiều hơn để đáp ứng. Thật sự là chỉ có mới trong vòng một tháng nay chúng tôi ghép 4 ca thôi, thì còn rất nhiều những ca ghép gan cần phải chờ đợi. Cho đó chúng tôi phải thực hiện cái chuyện này nó thường xuyên hơn. Thông tin vừa rồi khép lại bản tin Nóng Sài Gòn của chúng tôi. Bản tin sẽ phát sóng lúc 19 giờ hàng ngày trên laodong.vn. Còn bây giờ xin chào và gặp lại.